Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội của Motor. Và hiện tại ở đây chúng mình đang có một con chip 10x20 luồng. Và chắc hẳn là mấy anh em hay xem của Hà Nội của Motor ấy thì sẽ đoán là đây là một con i9 1900 hay là những cái phiên bản khác của nó như là 10900KF hay là 10900K. Tuy nhiên thì không phải như vậy, Intel không chỉ có như vậy. Và Intel có một dòng chip khác cũng có số nhân số luồng tương đương nhưng mà sử dụng cho những đối tượng khách hàng có thể nói là hơi đặc biệt một tí, như là doanh nghiệp hoặc là những người mà kiểu làm việc ấy cần cho mình một bộ máy có độ ổn định cao và trong thời gian dài, thì họ cho ra mắt cái dòng sản phẩm mà không dành cho gaming, không phổ biến là Xeon. Và ở thời điểm hiện tại đang là thế hệ là Xeon Comet Lake S. Và với những cái dòng sản phẩm ví dụ như là W1250 này, W1250P, W1270 và cao nhất là W1290. Và ở video này thì mình sẽ sử dụng con chip cao nhất là 1290 có xung và luồng tương đương với 10900KF. Tuy nhiên thì độ phổ biến lại không bằng. Thì ở video này mình sẽ giải thích cho bạn tại sao mà nó ngon như vậy mà nó lại không phổ biến cho lắm mà chỉ phù hợp với doanh nghiệp cũng như là những người làm việc mà thôi. Nếu mà để so sánh trực tiếp một con 10900 với một con 1290 thì với các bản hai con sẽ có mức xung cơ bản ngang ngang nhau. Tuy nhiên thì cái xung turbo boost của 1290 sẽ kém hơn một tẹo và những cái thông số thì tương đương nhau rồi. Nhưng mà có hai điểm các bạn cần lưu ý là với những con Xeon thì chúng ta chỉ chạy được RAM ECC và chỉ có thể sử dụng được trên những cái mainboard sử dụng chipset là W480. Và hôm nay thì như các bạn đang nhìn ở trên màn hình, mình sẽ sử dụng một con mainboard có tên là Gigabyte W480 Vision W. Về dòng Vision cho CPU Xeon thì Gigabyte có 3 mã, đó là Vision MW, Vision W và Vision D với mức giá lần lượt là 5,6, 6,8 và 9,9 triệu. Phiên bản mình đang có ở đây là 6,8 triệu và giá của nó cũng tương đương với các mainboard Z490 phổ thông như là Z490 Pro AX. Về thiết kế thì do là nó thuộc dòng workstation cho nên là nó không có gì nổi bật cho lắm. Kể cả phần LED cũng được cắt giảm toàn bộ và các cái cổng RGB nó cũng không có luôn. Tông màu chủ đạo thì nó là đen và bạc, thế cho nên là nó cũng sẽ dễ phối màu so với các cái linh kiện khác ở trong case. Trên bên sẽ có 4 khe RAM và 4 khe RAM này sẽ hỗ trợ tối đa 128GB RAM thường hoặc là RAM ECC. Còn RAM ECC Red thì nó sẽ không được hỗ trợ. Dành cho những bạn chưa biết thì RAM ECC nó sẽ đắt hơn RAM thường và nó hỗ trợ tính năng tự sửa lỗi kể cả khi các bạn render những cái file lớn, chẳng may có một vài lỗi nhỏ trong việc lưu trữ hay là truyền tải dữ liệu từ CPU tới RAM thì cái RAM nó cũng sẽ tự sửa lỗi để tránh cái tình trạng sập máy giữa chừng. Nhưng mà bù lại cho cái việc là tiện lợi như thế thì RAM ECC nó sẽ khá là xấu và có burst thấp. Cái chức năng tự sửa lỗi này thì nó sẽ phù hợp nhất với những anh em dùng cho máy có mục đích như là render những cái file dung lượng lớn hay là cắm qua đêm. Còn gaming thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái burst RAM cao và màu mè hơn để cho đẹp. Ở cầu kết nối mở rộng thì chúng ta sẽ có 5 khe PCIe Express, trong đó sẽ có một khe chạy ở tốc độ X16, một khe X8, hai khe X4 và một khe X1. Các khe X16 và X8 sẽ được bọc thép để tăng cái khả năng chịu lực, bởi card sẽ chủ yếu cắm ở hai khe này mà thôi. Do cái đối tượng phục vụ chủ yếu là các cái bộ máy workstation cho nên là cái giải pháp lưu trữ của W480 Vision W nó khá là đa dạng. Ngoài hai khe NVMe hỗ trợ RAID thì cái số khe SATA 3 nó cũng được đẩy lên đến tận 10 cổng thay vì là 8 hay là 6 trên các cái mainboard gaming bình thường. Và đây cũng là một cái điều khá là hợp lý bởi vì với những cái bộ máy làm việc thì cái nhu cầu lưu trữ của chúng ta khá là lớn, đặc biệt là cho các storage server. Nếu mà các bạn muốn RAID ổ cứng để tăng cái tốc độ hay là an toàn dữ liệu thì chỉ dùng được 8 khe màu đen và xám thôi. Các cổng kết nối phía sau thì nó không quá đặc biệt và nó chỉ ở cái mức vừa đủ dùng, bao gồm 8 cổng USB, trong đó là có một cổng 3.2 Gen 2, 3 cổng 3.2 Gen 1, 4 cổng 2.0, 1 cổng PS2, 2 cổng DisplayPort và HDMI và có thể xuất tối đa 3 màn cùng một lúc. Cổng âm thanh 7.1 và cuối cùng là 2 cổng LAN, bao gồm 1 cổng Gigabit và 1 cổng 2.5. Do là không hỗ trợ CPU ép xung nên dàn phase của Gigabyte W480 Vision W cũng không cần quá đặc biệt khi mà chỉ bao gồm 12 phase 50A. Mặc định khi mình cắm CPU vào thì cái mức xung tối đa trên toàn bộ 10 nhân là 4,7GHz và 1 nhân là 5,2GHz. Ở cái mức này thì nó sẽ thấp hơn 10900 một tẹo. CPU thì nó sẽ ăn khoảng 150W tối đa nhưng mà cái nhiệt độ của VRM vẫn rất là mát mẻ, chỉ vào tầm 43 độ C kể cả khi mà chạy full tải trong thời gian dài. Đầu tiên thì thử nghiệm với các bộ phần mềm Adobe. Trong Premiere thì với sức mạnh cốt lõi giống như Core i9 nên cái số điểm của hệ thống đạt được rất là cao, khả năng preview mượt mà kể cả multicam bất kể file định dạng 4K H.260, Project 422 hay là Red. Việc đổ các hiệu ứng CPU cũng rất là dễ dàng và mượt mà. Nói chung là về hiệu năng trong Adobe Premiere thì mình không có gì để phàn nàn. Và tóm lại, cái việc dựng các cái video 4K 60 frame trên các cái chiếc CPU Xeon này nó cực kỳ là mượt mà.
Tiếp tục là với Adobe After Effects và Adobe Photoshop với cái mốc là 1.000 điểm của cái bộ máy 9900K và 64GB RAM, thì CMW1290 đặt lần lượt là 1070 trong After Effects và 1071 ở trong Photoshop. Với cái mức điểm này thì tương ứng với khả năng dựng khá thoải mái ở độ phân giải 4K hay chỉnh sửa ảnh cỡ lớn bao gồm cả panorama. Chuyển qua những ứng dụng khác như là Blender, Cinebench R15, R20 hay là Corona Render thì nó đều cho mình cái số điểm tương đương với Core i9-10900K. Nếu xét về mức giá thì CMW1290 nó sẽ đắt hơn i9-10900 khoảng 2 triệu đồng và mainboard W480 cũng sẽ đắt hơn những cái mainboard dòng B một chút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có hai vấn đề, đó là xung cơ bản của nó cao hơn và hỗ trợ chạy RAM ECC. Thì đây sẽ là một cái điều anh em cực kỳ lưu tâm, là với những cái máy workstation, đặc biệt là dành cho doanh nghiệp hay là những người yêu cầu cái bộ máy có độ kiểu ổn định cao để làm việc hay là render dài những cái file nặng, thì sẽ rất cần đến RAM ECC và cái xung cao ổn định như vậy. Vậy thì với những em sử dụng những hay là muốn build những cái máy gaming thì chúng ta sẽ nên đá qua những cái dòng Z490 và những cái chip Core i thì nó sẽ tốt hơn và phù hợp hơn. Còn với workstation thì như cấu hình mình đang nói, nó rất là ok. Với những anh em yêu thích gaming hay quan tâm về vấn đề gaming thì ở video này mình cũng không biết nói gì nữa. Tuy nhiên thì với những anh em đang cần tìm một máy để làm việc hay những doanh nghiệp thì mọi người thấy sao? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết. Ngoài ra đừng quên like để ủng hộ chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe và ghế chuông để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.